Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi ha, thì chúng ta cũng đã quá là quen với nhau rồi. Thì tầm khoảng là tầm giữa tuần thì mình sẽ cập nhật cho anh em bằng một cái video để mà anh em có thể nắm được những cái thông tin chính trên thị trường diễn biến trong cái tuần đó như thế nào ha. Thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy đi ngay vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thôi. Thì như anh em thấy trên màn hình của mình đó, thì vào lúc 7 giờ rưỡi thì mình cũng đã mình ngồi mình xem cái diễn biến mà mình nghĩ rằng bất kỳ anh em nào cũng đã ngồi canh cái thời khắc này ha. Tức là khi Mỹ công bố cái chỉ số CPI của tháng 6. Thì cái chỉ số CPI này đó thì là một cái chỉ số để mà chính phủ Mỹ họ dựa vào cái chỉ số đó để mà họ đánh giá được cái mức độ lạm phát đây hiện tại nó đang diễn ra như thế nào, để họ cân chỉnh sao cho nó hợp lý, tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm đó. Thì cái nó dựa hoàn toàn chủ yếu vào cái điểm CPI này. Thì anh em thấy thì vào ngày hôm qua thì tầm lúc 7 giờ rưỡi đúng không, sau khi mà bên phía Fed họ công bố cái điểm CPI mà nó 9,1% thì Bitcoin của chúng ta đã có một cái cú đâm mà mình nghĩ rằng là nó rất là nhanh thôi, chỉ trong vòng có khoảng là từ 4 đến 5 phút mà nó đã đi được 1.000 giá anh em. Đó, và hiện tại thì bây giờ nó đã hồi lên lại nhẹ rồi và nó đang giao dịch tại là khoảng là 19.800 đô ha anh em. Thì về cái tình hình chung của Bitcoin thì riêng về cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là bây giờ chúng ta đã bước vào mùa đông rồi. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái động lực của Bitcoin ngay tại thời điểm này á, thì dường như là Bitcoin nó hoàn toàn không có một cái tí động lực nào cả. Và nó chỉ liên tục là nó test để mà nó dò đáy mà thôi. Và những cái cú mà tăng trưởng của nó chỉ là những cái cú khi mà nó đã đâm quá là sâu rồi thì nó sẽ bật lên lại để tạo một cái cú hồi. Nó đi theo một cái mô hình hình sin đó anh em, chứ không thể nào mà đâm hoài được, cũng không thể nào mà tăng trưởng hoài được. Thì vào thời điểm hiện tại thì chẳng có một cái động lực nào để mà Bitcoin tăng trưởng cả. Thì mình cũng rất là buồn khi mình chia sẻ với anh em như vậy. Thì cái việc ngày hôm qua là sao? Cái việc ngày hôm qua đó thì anh em thấy được rằng là cái chỉ số giá tiêu dùng đó anh em, như mình đang chiếu cho anh em xem nè. Thì ở đây đó mình đã cập nhật là cái CPI của tháng 6 nó đã cán mốc là 9,1% ha anh em. Đó, nó tăng đến 0,5% so với mức 8,6 của tháng 5. Và cái mức 8,8 này là gì? Cái mức 8,8 này đó là cái mức forecast, tức là khi mà trước khi Fed mà họ đưa ra cái chỉ số CPI của tháng 6 đi thì nó sẽ có một cái mức là cái mức dự báo, cái mức dự đoán để mà sau khi đối chiếu với cái thông tin chính thức đó thì để xem, cân đo xem là cái số liệu chính thức nó có đúng với cái dự báo hay không. Nếu mà nó giảm so với cái dự báo thì đó là một tín hiệu tốt anh em. Còn nếu mà nó tăng lên á thì đó là một tín hiệu xấu. Thì cái ngưỡng dự báo này á thì giới phân tích với giới chuyên gia họ đưa ra là 8,8%. Nhưng mà ngày hôm qua mình mới vừa chia sẻ xong thì chúng ta đã có một cái mức mới là 9,1%, tăng rất là cao nha anh em, rất là cao. Và nếu so với cái mức mà 8,6 của tháng 5 thì nó tăng gần như là 0,5% rồi. Đó, thì chính vì cái sự mà tăng trưởng như vậy về chỉ số CPI thì đã có nhiều cái đồn đoán cho rằng là không biết là trong tháng 7, cuối tháng 7 này đúng không? Đó, thì Fed sẽ tăng lãi suất mà tăng với cái mức gọi là sẽ giữ nguyên là 0,75% hay là sẽ tăng lên 1%. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta không ai biết. Nhưng mà ngày hôm qua sau khi mà mình nhận được cái tin tức này đó anh em, thì anh em biết là ở trên một cái thị trường mà giống như kiểu mà những cái nhà giao dịch họ chấp đối với nhau, họ so sánh với nhau đó, thì anh em biết cái tỷ lệ mà họ đặt cược vào cái việc mà Fed sẽ tăng 0,75% và cái việc mà Fed sẽ tăng 1% hiện giờ nó đang là 50-50 nha anh em. Đó, thì nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện mà mình cho rằng cũng khá là buồn. Tức là bây giờ viễn cảnh thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Một á, là khủng hoảng nhẹ, còn hai là khủng hoảng nặng đó anh em. Đó, thì nói như vậy thì để cho anh em đủ hiểu được rằng là cái vấn đề bây giờ nó đang rất là tệ nếu mà chúng ta so với cái bức tranh vĩ mô ha. Rồi, và cái tiếp theo nữa chính là một cái hành lang pháp lý mà tuần này mình rất là muốn đề cập đến cho anh em. Đó, thì tại vì bây giờ anh em thấy là động lực về phân tích kỹ thuật hay về những cái chỉ số on-chain bây giờ dường như là nó đứng yên hết, nó chẳng có một cái gì gọi là biến động, quá là biến động cả. Thì bây giờ đây là thời điểm mà những cái tin tức vĩ mô, những cái câu chuyện pháp lý nó bắt đầu nó tác động mạnh mẽ hơn vào giá cả của Bitcoin và toàn bộ thị trường của chúng ta luôn. Thì đây là một cái tin mà mình cho rằng là đây là cái tin trung tâm của cái tuần này mà anh em nên chú ý nha, đó chính là về phía EU. Thì trước khi đi vào cái câu chuyện là tại sao EU, những cái vấn đề EU bây giờ họ đang gặp là gì, thì chúng ta hãy nhìn vào cái báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đó chính là ECB anh em. Thì anh em biết á, nếu mà anh em nào có theo dõi mình từ hồi mà từ tháng 11 năm ngoái đó, thì anh em có biết được rằng là trong một cái video mình đã cập nhật về cái việc mà liệu chúng ta sẽ có một cái câu chuyện rằng là EU sẽ đi theo cái đường hướng của Trung Quốc, sẽ đi theo đường hướng của Nga và đường hướng của Mỹ trong cái cách tiếp cận với thị trường tiền mã hóa hay không. Thì đó là cái mô hình gì? Thì mình xin chia sẻ lại, thì đó là cái mô hình rằng là ban đầu họ
không có thích tiền mã hóa, sau đó họ có những cái biện pháp mồi chài, họ bắt đầu họ đưa ra những cái tin tức rằng là ok, tôi sẽ có khả năng cao, tôi chấp nhận cái vấn đề này. Nhưng mà sau đó là họ lại siết chặt và họ cấm luôn. Đó, họ triệt tiêu cái đường sống của crypto luôn. Và sau đó họ lại có những cái động thái mở dần ra, nhưng mà không phải định hình trực tiếp vào crypto mà nó lan man. Ví dụ như bây giờ anh em thấy Trung Quốc đó, sau khi mà họ cấm Bitcoin, họ cấm những thợ đào Bitcoin đúng không, thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào NFT và chúng ta hãy nhìn vào Metaverse đi. Họ vẫn đang tích cực phát triển hai mảng đó, nhưng họ nói rằng là chúng tôi không có nói đá động gì trực tiếp với Bitcoin cả, tại vì bây giờ chúng tôi chỉ thích NFT với Metaverse thôi, đúng không? Và điển hình là những cái ông lớn công nghệ như là Tencent tại Trung Quốc nè đó, hoặc là thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, họ vừa mới chi ra cỡ khoảng mấy tỷ cho những cái kế hoạch 5 năm sau của họ về Metaverse. Đó, thì cái mô hình nó dần dần nó đi theo như vậy. Và sau khi mình ngồi mình đọc lại những cái khu vực mà họ bắt đầu họ phân tích ra như vậy, thì mình thấy đó dường như là một cái điểm chung. Và chúng ta còn sót lại đó chính là EU. Thì vào lúc đó đó thì mình có đưa tin cho anh em là liệu cái câu chuyện mình đang sợ rằng là một ngày nào đó EU họ cũng sẽ đi theo như vậy. Và nếu mà chúng ta trong một cái chu kỳ uptrend đó, thì đó là một cái câu chuyện mà mình cũng cho rằng là nó cũng không có gây quá nhiều nguy hiểm đến cho Bitcoin và cho toàn bộ thị trường đâu. Nhưng mà đặc biệt khi mà nó ở trong một cái chu kỳ downtrend, và với cái mô hình, với cái, nói chung là với cái sự mở rộng và với cái vị thế kinh tế của EU đó, thì mình nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Và bây giờ đó, cái video đó mình làm vào tháng 2, và bây giờ chúng ta đang dừng ở lại tháng 7, và câu chuyện đó sau 5 tháng nó đã xảy ra rồi anh em. Thì cái câu chuyện nó diễn biến là sao, thì anh em biết được rằng á, là về phía EU thì nó khá là phức tạp. Tại vì á, EU thì dường như là họ rất là khác biệt với chính phủ của Mỹ, họ rất là khác biệt với Trung Quốc, họ rất là khác biệt với Nga. Cái cách tiếp cận của họ đó đối với tiền mã hóa đó, anh em, thì nó tương đối là nhẹ nhàng anh em. Tức là họ chưa có một cái gì đó nó quá là khắt khe đâu. Nhưng mà đó, cái sự châm ngòi nó xảy ra ở đây nè, là tầm khoảng vào 2 tháng trước đó, thì anh em biết là cái dự luật crypto của EU mà mình gọi tắt ở đây chính là cái dự luật Mika anh em. Tức là họ sẽ cấm những cái đồng coin mà sử dụng cái cơ chế đồng thuận là Proof of Work, tức là như Bitcoin, như Ethereum bây giờ đó. Thì cái lý do mà họ đưa ra, họ cấm những cái này, là cái lý do họ đưa ra là những cái này nó không thân thiện với môi trường, và cái năng lượng của tụi nó sử dụng nó không có bền vững. Đó, nhưng mà đó, cái đề xuất này thì nó chỉ dừng lại ở đề xuất mà thôi. Và các nhà lập pháp EU đó, họ vào họ chung tay để họ phản đối cái đề xuất này. Nhưng mà đây chỉ là một cái điều mang tính tạm thời anh em. Và cho đến thời điểm hiện tại đó, thì các nhà lập pháp ở phía bên trong EU, rồi những cái cơ quan lớn của EU như là ủy ban, như là hội nghị gì đó, thì họ vẫn đang, nói chung là họ vẫn đang cào cấu cái dự luật này, mà nó chưa có đi đến một cái kết quả nào mà cụ thể cho đến hiện tại hết. Đó, nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra ở đây tiếp theo, là hiện tại anh em thấy được rằng á, là cái tình hình kinh tế của EU nó rất là tệ, đúng không anh em? Tí hồ mình sẽ chiếu cho anh em là nó tệ như thế nào, đó chính là về cái đồng euro và USD nó tệ như thế nào. Và cái điều này á, nó đã dẫn đến á, là EU đã vừa cho ra một cái báo cáo anh em, một cái báo cáo mà mình nghĩ rằng là đây là một cái báo cáo chỉ trích cực kỳ nặng nề về tiền mã hóa, và đây là một cái động thái chưa từng có trong lịch sử của EU luôn. Và cái vấn đề họ chỉ trích ra sao thì ở đây mình xin liệt kê cho anh em ha. Đầu tiên đó chính là về mảng gọi là Proof of Work mình vừa chia sẻ, tức là đến từ ngân hàng trung ương châu Âu, Proof of Work mình vừa chia sẻ cho anh em. Thứ hai là về mảng DeFi, tức là về DeFi, EU bên phía ngân hàng trung ương châu Âu họ nói là sao? Họ nói là ok, vấn đề về DeFi đó, thực chất mấy anh nói là mấy anh làm một cái dự án phi tập trung đúng không? Nhưng mà đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Mấy anh chỉ lợi dụng cái vỏ bọc của phi tập trung để mà mấy anh tập trung trong đó, để mà mấy anh gây những cái bất lợi cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và phía của ECB đó thì họ cũng đưa ra một cái ví dụ cụ thể trong cái báo cáo này luôn. Họ nói rằng là cái giao thức Uniswap đó nè, cái sàn DEX hàng đầu hiện nay ở trên Ethereum đó, thì chỉ với một cái số lượng nhỏ cá voi thôi mà đã nắm giữ đến khoảng là 97% tổng nguồn cung Uni. Đó, thì mình nói đến đây á, mình nói tới cái quan điểm thứ hai của EU đó, thì anh em có thấy là chúng ta có một cái sự tương đồng gì không? Đó chính là cái sự tương đồng về quan điểm của chủ tịch SEC Gary Gensler. Đó, tại vì trước đây á, ông cũng đã từng nói rằng là đối với ông á, cái thị trường tiền mã hóa chúng ta là một cái thị trường mà ông cho rằng là thao túng rất là khủng khiếp, bởi cái việc bơm xả, bởi các cá voi, bởi những cái người trong nội bộ dự án, bởi những cái người đứng phía sau sàn giao dịch. Và đó là cái lý do mà SEC và Gary Gensler luôn luôn răn đe thị trường này, và đã có những cái biện pháp ngày càng nghiêm khắc hơn. Đó, thì bây giờ chính cái quan điểm đó của SEC đã xảy ra tại ngân hàng trung ương châu Âu. Đó là cái thứ hai ha anh em. Và cái cuối cùng đó, đó chính là về mảng stablecoin. Thì cái điều này á, nó cũng tương tự với những cái quốc gia mà hiện nay đang rất là gắt gao với stablecoin, đặc biệt là sau cái sự kiện của Terra Luna và UST, và sau những cái cuộc khủng hoảng thanh khoản mà đang diễn ra trên thị trường nữa. Tí mình sẽ trình bày sau cho anh em. Đó, thì bây giờ chúng ta đang có một cái vấn đề pháp lý nó cực kỳ gay gắt tại đây, mà mình cho rằng là nếu mà
đi về xa về dài á, khi mà EU họ đang phải chịu một cái tác động là vừa bị kìm hãm cái nền kinh tế của họ đối với những cái quốc gia lân cận, đúng không? Mà bây giờ ngay cả thị trường crypto, cái thị trường mà trước đây họ vốn không quan tâm nữa, bây giờ họ đã nhảy vào, họ tấn công vào rồi, thì mình nghĩ rằng là cái sức ép trên thị trường của chúng ta sắp tới nó sẽ rất là lớn. Tại vì đó là mặc dù anh em thấy rằng là như những cái gì mà mình vừa trình bày hồi nãy là có thể là trong quá khứ, đúng không? EU và cả ngân hàng trung ương châu Âu nữa, họ không có những cái động thái gì đó mà nó quá là mạnh mẽ đối với thị trường. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại vào tầm cỡ khoảng là 1 tháng, 2 tháng trước thì sao? Thì đầu tiên đó thì anh em thấy là chủ tịch ngân hàng của trung ương châu Âu EU đó, là bà Christine Lagarde đó, thì bà có nói rằng là tiền mã hóa là vô giá trị anh em, nó không có một cái giá trị gì cả. Và đây là cái người mà quyền lực nhất của ECB anh em. Đó, và tiếp theo nữa thì chúng ta đã có gì? Tiếp theo nữa thì chúng ta đã có là những cái mà điều mà nó dường như là nó đã là một cái báo hiệu trước cho chúng ta vậy. Đó chính là Ủy ban Liên minh châu Âu. Đó thì vào cái việc mà mình hồi nãy mình vừa nói rằng là khi mà cái cuộc khủng hoảng Terra Luna nó xảy ra, khi mà UST bắt đầu nó đổ vỡ rồi đó anh em, thì cái cơ quan đầu tiên của EU mà họ lên tiếng để mà họ ủng hộ một cái lệnh cấm trên diện rộng đối với stablecoin, thì đó chính là Ủy ban Liên minh châu Âu. Và đây cũng là một cái cơ quan mà anh em biết được rằng là trong cái đề xuất Mika hồi nãy mình nói đó, thì đây thì Ủy ban Liên minh châu Âu chính là cái đại diện mà nói rằng là chúng tôi ủng hộ cái đề xuất mà cấm Rule of Work đó, chứ chúng tôi không hoàn toàn phản đối. Thì cái câu chuyện thì nó sẽ dẫn đến một cái điều rằng là chắc chắn sắp tới với cái việc mà anh em thấy rằng là Mỹ sẽ nâng cái mức lãi suất lên, mà bây giờ châu Âu đó thì hồi nãy mình có hứa với anh em là mình sẽ cho anh em coi một cái biểu đồ. Đây, đúng không anh em? Đây là lần đầu tiên cỡ khoảng là sau 20 năm khi mà đồng euro đó thì dường như là nó đã bị gần bằng 1 đô và đã có thời điểm là nó tụt xuống giá dưới 1 đô nữa. Thì chắc chắn là sắp tới là châu Âu họ phải có những cái biện pháp để mà họ thắt chặt cái nền kinh tế của họ, để mà họ đẩy đồng euro của họ lên, và sẽ là giảm thiểu những cái tác động kinh tế nặng nề tác động tới cái khu vực của họ nữa. Và dĩ nhiên là cái tình hình macro của chúng ta nó vẫn khá là tồi tệ, nhưng mà nó tồi tệ như vậy mà bây giờ cái niềm tin vào những cái tài sản như là Bitcoin, như là crypto, thì chúng được sinh ra như kiểu là những cái tài sản để mà chống lại lạm phát, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà những cái giới chính quyền họ đưa ra những cái lệnh cấm như vậy rồi, những cái động thái gây gắt như vậy rồi, để làm sao? Thứ nhất là để củng cố niềm tin người dân như chúng ta khi đồng tiền chúng ta mất giá. Ví dụ như bây giờ lạm phát mà nó lên khoảng 8%, thì có phải anh em đã mất giá so với những cái năm mà anh em cầm tiền mặt không? Anh em chỉ cầm tiền thôi, chứ anh em không cần giao dịch gì cả thì anh em cũng đã bị lỗ rồi. Đó, nó tương tự như vậy đó. Thì đây cũng sẽ là một cái điều mà mình cho rằng là sắp tới Bitcoin cũng chẳng có một cái động lực nào cả, và thị trường của chúng ta chắc chắn phải chịu những cái đợt bão tới đến từ EU nhiều hơn là từ phía Mỹ. Tại vì trong năm qua chúng ta đã có gì? Chúng ta đã có Trung Quốc rồi, đúng không? Chúng ta đã có Mỹ, chúng ta đã có Nga, tất cả những cái ông lớn đó thì họ đều có những cái hành động nhất định rồi, nhưng mà chúng ta chưa có EU. Thì sắp tới thì mình nghĩ rằng là EU sẽ còn rất nhiều trò hay để mà họ làm với cái thị trường này. Thì nếu mà có những cái diễn biến gì thì mình sẽ liên tục cập nhật cho anh em ha. Rồi, và chúng ta hãy đến tới một cái tin tiếp theo mà mình cho rằng cũng khá là quan trọng, đó chính là cái điểm tựa cuối của ngành khai thác chúng ta, đó chính là ông lớn Marathon. Thì cái việc mà thợ đào này thì mình liên tục cập nhật cho anh em rồi, nên anh em không cần lo lắng về cái vấn đề mà cái phạm vi này nữa. Nhưng mà trong tuần này thì chúng ta đã có một cái tiêu cực khác, đó chính là ông lớn Marathon anh em. Tại vì chúng ta có Core Scientific, chúng ta có Riot Blockchain, chúng ta có H8 Mining, chúng ta có tất cả những cái ông lớn khác thì họ đều công bố họ xả, đúng không? Và Marathon là một cái ông lớn cuối cùng, một cái phòng tuyến cuối cùng chưa tuyên bố xả. Nhưng mà anh em có thể thấy bây giờ đó, trong tuần qua thì Marathon đã công bố một cái báo cáo đào của họ rồi. Và cái việc mà họ công bố là họ nói là cái sản lượng của họ nó đã bị giảm, và cái năng suất đào của họ nó cũng bị giảm luôn. Và nó giảm ở một cái chỉ số gọi là 43.8% so với quý 1 ha anh em. Và cái điều đáng ngờ ở đây mà mình có cập nhật cuối bài viết, mà nếu anh em được tin ý anh em sẽ phát hiện ra ngay, đó chính là đó, sau những cái ông lớn khai thác như vậy, Marathon bị chịu lỗ như vậy, mà chịu lỗ vì một cái nguyên do là do thời tiết thôi anh em. Do thời tiết, một cơn bão ập đến cuốn bay năng lượng rồi khiến cho những cái máy đào của Marathon nó bị sự cố đó, thì Marathon phải tạm ngưng thôi. Đó, nhưng mà cuối cùng á, sau những cái đó thì nó làm giảm đi cái hoạt động kinh doanh của họ, giảm đi cái năng suất đó. Thì cuối cùng Marathon họ nói rằng là chúng tôi vẫn giữ Bitcoin, chúng tôi không có phải là vì cái tình trạng này và kết hợp với một cái điều kiện thị trường tồi tệ mà chúng tôi bán Bitcoin. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn nói rằng là cái việc mà bán Bitcoin đó anh em, thì họ cũng không ngoại trừ đây sẽ là một lựa chọn để mà họ có thể họ tiến hành thực thi cái lựa chọn này để mà có thể giải quyết cái vấn đề hiện tại của công ty. Thì mình nghĩ rằng là
marathon họ vẫn đang cố cái, họ vẫn đang rất là nỗ lực để gồng anh em đó. Nhưng mà cái việc mà gồng như vậy với cái giá Bitcoin khi mà nó tiếp tục nó đâm xuống thì chúng ta sẽ bước tới một cái viễn cảnh khác, đó chính là marathon họ sẽ xả ra. Mà anh em biết được rằng á, marathon nó là một trong những cái ông lớn hàng đầu của lĩnh vực khai thác nha anh em, hàng đầu luôn đó. Và cái việc mà họ đang giữ một cái số lượng Bitcoin cũng khá là lớn, và khi mà họ đâm ra như vậy á thì nó sẽ làm gây một cái độ mất niềm tin rất là lớn đối với các nhà đầu tư. Tại vì bây giờ bên phía thợ đào đó anh em, thì cái chi phí của họ là họ bây giờ họ khai thác ra một bit á thì cái chi phí của họ nó đã ngang bằng hoặc là nó đã lỗ hơn rồi. Nhưng mà cái lý do họ vẫn chưa tắt so với phần lớn còn lại là chính vì những cái người như Marathon, chính vì những cái đại diện mà họ vẫn tiếp tục họ mở rộng cái hoạt động kinh doanh của họ ra anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có một cái sự kiện mình cho rằng mình cũng phải đề cập trong cái bản tin lần này, đó chính là về việc Binance. Thì họ cũng mới vừa hoàn thành cái đợt mà họ đốt BNB á anh em, hàng quý thứ 20 của họ. Và cái đợt này đó thì như anh em cũng đã thấy trên màn hình của mình, thì cái đợt này họ đã tiêu hủy ở tầm khoảng là 444 triệu, một con số rất là đẹp anh em. Đó, thì cái đó là 444 triệu đô thôi. Và cái tổng BNB mà họ đã đốt trong đợt này thì nó rơi vào tầm khoảng là 1,95 triệu BNB anh em. Và cái điều mà mình cho rằng là và đây cũng là một cái lần đốt mà BNB đã tích hợp những cái cơ chế tiên tiến nhất của họ mà họ đã giới thiệu trong tầm khoảng là kể từ đầu năm 2022, đó chính là BNB Auto Burn nè, hoặc là cái cơ chế BEP95. Thì về cơ bản anh em, thì BEP95 thì nó tương tự như cái đề xuất mà đốt phí giao dịch EIP1559 của Ethereum mà thôi ha. Thì cũng không có gì gọi là nó quá là đặc biệt trong cái giai đoạn này, cũng là một cái chiến dịch để mà sàn Binance có thể đưa tổng nguồn cung của BNB về mức 100 triệu như họ đã nói với cộng đồng trước đây đó. Rồi, và cái tin cuối cùng mà mình cho rằng là mình cũng phải đưa đến cho anh em, đó chính là dành cho những anh em nào mà đang nắm giữ Ripple. Thì trong tuần này là một cái tuần mình cho rằng những anh em nào mà đang nắm giữ Ripple thì anh em sẽ rất là vui về cái tin này. Và mình cũng thấy cái tin này nó cũng khá là thú vị nha anh em, là Ripple đó, tại sao mình gọi là hạ gục xác trước phiên tòa liên quan đến bằng chứng nói rằng là Ethereum không phải là chứng khoán. Tại vì á, anh em biết được rằng á, là vào năm 2020 đó thì Ripple đúng không, bị xét kiện là mấy ông bán XRP dưới dạng là chứng khoán không đăng ký. Nhưng mà có một cái tình tiết nó vừa lộ ra tầm khoảng mấy tháng trước thì mình cũng đã đề cập cho anh em rồi, đó chính là cựu giám đốc của SEC đó chính là ông William Hinman đó. Thì trong vào năm 2018 đó anh em, thì ổng là một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của cơ quan quản lý SEC đúng không. Thì ổng có nói trong một cái bài phát biểu á là Ethereum không phải là chứng khoán. Thì bây giờ Ripple đó họ mới lật lại cái bằng chứng này, họ nói là đó, lãnh đạo của các anh từng nói rằng là Ethereum không phải là chứng khoán, vậy thì cớ sao bây giờ mấy anh lại nói XRP là chứng khoán chứ. Đó, thì sau khi mà Ripple họ đề cập đến cái vấn đề này đó anh em, thì ngay lập tức SEC họ nói rằng là ổng là cái ông William Hinman này á, ổng từng là cựu lãnh đạo của chúng tôi, nhưng mà cái vấn đề mà ổng nói như vậy đó thì đó là cái vấn đề ổng nói về cá nhân ổng thôi, chứ ổng không có phải là nói để mà làm một cái lời khuyên gì pháp lý cho dân chúng cả. Thì ở đây anh em có thể hiểu đơn giản rằng á, là ví dụ như bây giờ một cái người có tiếng họ nói cái đồng nó bay đúng không, nhưng mà người ta nghe theo, người ta mua, xong rồi cái người nổi tiếng đó họ nói là ok, cái đó chỉ là cái lời một cái quan điểm của tôi thôi chứ tôi đâu có khuyên ai đâu. Thì cái trường hợp này nó cũng như vậy. Nhưng mà cái điểm đặc biệt nó nằm ở đây. Nhưng mà thì cái thẩm phán mà giải quyết cái vụ kiện này đó anh em, thì bây giờ bà mới nói rằng là đó là SEC dường như là SEC đang bị gọi là bị đạo đức giả trong cái trường hợp này. Và bà bác bỏ cái đề nghị mà liên quan đến đặc quyền giữa luật sư và khách hàng, là đây là một cái đặc quyền ở Hoa Kỳ nha anh em, và chủ yếu là nó liên quan đến là những cái vấn đề mà bảo mật thông tin. Tại vì khi mà SEC họ nói như vậy á, thì họ khuyến nghị với tòa án rằng á, là trong cái bài phát biểu đó, những cái tài liệu liên quan đến ông William Hinman này thì SEC có quyền bảo vệ nó, có quyền không cung cấp cho Ripple, có quyền là tự do để mà khóa cái đó lại và xử lý cái mối hỗn độn này, chứ không có cung cấp cho ai hết. Nhưng mà thẩm phán á, thì họ lại nói rằng là anh không được như vậy, anh phải cung cấp cho Ripple. Và cái điều này á, cái sự kiện này nó là một cái sự kiện tiếp diễn tầm khoảng 3 tháng trước, khi mà Ripple đã giành được quyền truy cập vào email của những cái tài liệu liên quan đến ông William Hinman này của SEC rồi. Đó, và bên cạnh đó đó thì bên phía tòa án họ cũng nói cái câu chuyện mình vừa chia sẻ với anh em hồi nãy. Họ nói là một mặt á, thì SEC lại nói rằng là cái bài phát biểu đó của ông William Hinman là ông nói vui, ông nói cho cá nhân ông thôi. Nhưng mà mặt khác á, thì SEC lại nói rằng là ông đã tham khảo những cái công tố viên pháp lý, những cái người mà họ rành về luật, để mà ông công bố rằng là Ethereum không phải là chứng khoán. Tức là ở đây dễ hiểu hơn cho anh em rằng là
cứ mỗi thời điểm thì SAC lại tuyên bố theo một cái phương hướng khác nhau. Vì vậy hai cái quan điểm này nó bị mâu thuẫn, tức là anh em biết được rằng là khi mình nói thế này, khi mình nói thế kia đó. Đó, anh em hiểu chưa? Đó thì SAC đang bị trường hợp như vậy, khi thì nói thế này, khi thì nói thế kia. Đó thì tòa án bây giờ họ nhận ra cái vấn đề đó rồi và họ nói vô mặt SAC luôn là khi anh nói thế này, khi anh nói thế kia. Vì thế bây giờ chúng tôi thấy được rằng á là cơ quan quản lý của các anh đang giống như kiểu là đang áp dụng những cái quan điểm tụng kiện để mà có thể đưa ra cái trường hợp tốt nhất cho mình, chứ không có phải là theo một cái quan điểm lập trường nhất định. Và tòa án đã phát hiện ra cái điểm này và đã giống như kiểu là đã chỉ trích SAC rất là nhiều và cũng như là bác bỏ cái khuyến nghị rằng là cái tài liệu đó liên quan đến ông William Hinman là anh không được giữ khư khư trong một mình anh phải cung cấp cho Ripple đi. Đó thì anh em biết được rằng á, thì trong cái tài liệu đó thì chỉ đơn giản là những cái tuyên bố tài liệu mà liên quan đến ông William Hinman, khi mà ông nói rằng là Ethereum không phải là chứng khoán và có những cái token ở trong thị trường này nó cũng không phải là chứng khoán. Đó thì qua cái vụ việc này thì chúng ta có thể hình dung ra được rằng á, là nếu mà Ripple đã được truy cập vào những cái vấn đề này rồi và được mở một cái cánh cửa rất là lớn để vào những cái nguồn tài liệu này, thì nếu mà những cái nguồn tài liệu này nó đủ xác minh và nó đủ bằng chứng anh em, thì mình cũng xin chúc mừng anh em là anh em dường như đã có cái phần trăm khá là cao khi mà Ripple có thể thắng được trong vụ kiện này với SAC. Và cái điều mà mình mong hơn nữa là nếu chiến thắng rồi sẽ sao, thì nếu chiến thắng rồi thì sẽ đặt một cái tiền lệ rất là lớn đối với những cái nhà phát hành, những cái dự án mà phát hành token về sau anh em. Đó, và bây giờ chúng ta đang dừng lại ở tháng 7 đúng không? Chúng ta còn khoảng 4-5 tháng nữa là chuyển qua năm 2023. Và cái vụ kiện này đó thì SAC và Ripple cũng đã đồng ý là chúng ta sẽ, là cả hai bên cũng sẽ đồng ý là giải quyết kéo dài cho đến năm 2023 mà thôi. Vì vậy đó, đây là một cái bước chuyển mình rất là lớn đối với Ripple trong cái vụ kiện này. Đó, và mình tin rằng là bằng một cái nỗ lực nào đó, bằng những cái sự chiến đấu nào đó mà Ripple sẽ mang lại cái sự công bằng hơn cho cái thị trường của chúng ta, để mà những cái dự án như là anh em đang theo dõi đúng không? Như là Solana, như là Avax, như là những cái đồng về tương lai nữa, thì nó sẽ không còn bị dính vào những cái mớ hỗn độn pháp lý mà do SAC tạo ra nữa. Đó thì đây là một cái tin vui mà mình muốn đưa đến cho anh em, cũng là cái tin cuối cùng trong cái video lần này. Mình rất cảm ơn anh em đã theo dõi mình. Xin chào anh em nha. Bye bye.